Dạ con xin chào ông bà cô chú. Đâu nè, mẹ đâu biết đâu. David nói hết pin đi. No, baby is dying. Hết pin rồi. Nói mẹ ơi, mẹ thấy pin không? Nói mẹ ơi. Dưới đời nói không? Người ta đang sửa xe đó. Ta ngồi ở dưới dưới nền, người ta đau đít cho nên người ta phải lấy cái miếng đệm đó người ta để xuống. Người ta ngồi. Bữa nay ngày mưa bão cho nên ta trong nhà người ta sửa xe. Bữa nay muốn làm thợ sửa xe rồi, phải không Vích? No. Who are you? Who are you? My name is Freddy. Yeah. Mommy ask you who are you? Doctor or mechanic or làm sao? Mechanic. Anh nói là anh thở sữa đây. Anh nói là anh. Anh nói là anh là thợ xe đang sửa chữa phương tiện đó. Nay con là thợ sửa xe. Nói đi, con là thợ sửa chữa. Nói con là thợ sửa chữa. Để mình nói đi, con là thợ sửa chữa. Để mình say con là thợ sửa chữa. Chịu là nói không? Bữa nay người ta đổi nghề, cái đó là tu vít. Người ta đã đổi nghề rồi, người ta hết làm bác sĩ hay là ca sĩ đâu rồi, ta chuyển qua làm thợ sửa. Không biết cái đầu gà nữa. Anh nói cái đó là con ốc đó. Anh muốn thay đổi cái gì đó. Can I try it anymore? Nó là không có lái được nữa, phải cần phải sửa. Nó là anh phải thay đổi nè. Biết rồi. No, I con nít đó mà nó không có sử dụng điện thoại hoặc là xem tivi nhiều á, hoặc là xem trên mạng nhiều á, thì nó sẽ có nhiều cái sáng kiến, ý kiến, nó sẽ gọi là gì ta, sáng tạo hơn, nó thông minh hơn, phải không Vích? Phải không? Nó dạ phải. Vinh nói dạ phải đi. No, I just say go. I
David đó thì là bị chàm cô chú anh chị, mà chàm này là nó từ trong máu, cho nên là cứ hễ mà mùa đông hay cái gì đó là sức nó thường nó không có hết nổi. Nhưng mà chỉ là những cái loại kem là thuốc này nè, chỉ là giống như là ngăn ngừa, kiểu như là nó gì ta, giảm thôi, chứ nó không có hết nổi. David là từ nhỏ là không có chích ngừa, nhưng mà lúc mà mới sinh ra đó thì bác sĩ có hỏi là có chích cái dạng mà kháng khuẩn hay không, thì anh xã như lúc đó kiểu như lu bu á, cho nên là chích cái kháng khuẩn đó cho David. Xong đó, cho nên là nó cũng là một trong cái lý do mà David bị chàm á cô chú anh chị. Nhi không biết, cái này là Nhi chỉ nghe anh xã Nhi nói. Anh nói rằng là nếu mà chích hay là uống cái loại đó thì nó sẽ gọi là tiêu diệt đi mấy con gọi là vi khuẩn, rồi mấy con mà kháng khuẩn rồi đó. Nói chung là cả hai loại có hại và có lợi đều bị tiêu diệt hết. Cho nên là lý do đó mà David bị chàm sữa, nó cũng là một trong những cái lý do. Thì hôm trước có cô kia có hỏi Nhi là nhà Nhi sử dụng loại thuốc nào. Thì nhà Nhi là hiện tại đang sử dụng cái loại này nè. Cái này nè là xịt lên da của David ha. Còn một cái loại này á là dành riêng cho bị chàm. Thì thường nhà Nhi sử dụng cái loại tự nhiên chứ không có đây, cái này không có mùi nha. Nó được làm từ mật ong. Và một cái loại này cực kỳ tốt cô chú anh chị. Loại này rất là tốt, loại này không phải dành riêng cho chàm. Nhưng mà có những lúc David gãi rồi nó bị chảy máu á, cho nên là da con nít thì nó lành nhanh lắm. Nhưng mà phần nữa đó là cái loại này nè, sức lên khoảng 1 ngày 2 ngày là nó kiểu như nó lành rất là nhanh. Thậm chí nó bị lỡ luôn á. Bộ phận sinh dục của David á là nhiều khi cũng bị lâu lâu á, nó bị kiểu như là cũng nhiễm trùng một chút xíu á, thì sức cái này lên rất là nhanh hết cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà bị bỏng hoặc là bị tổn thương da rồi đó thì cái này rất là tốt. Cho nên là David thường phải đeo bao tai, hoặc là đi ngủ là phải đeo một bên bao tai, tại vì nhiều khi nó ngủ nó quên á, cái đầu nó gãi ghê lắm. Mấy đứa này nó ngứa nó gãi ghê lắm. Mà David có một cái tật á là mỗi lần mà giận hoặc là buồn ngủ mệt mỏi đó là gãi. Nhi đang ăn trứng dừa cô chú anh chị, từ ngày mà ấp trứng tới giờ á, mấy cái trứng mà nó không có phôi á là phải bỏ ra, cho nên là mình được ăn trứng dừa. Từ nay mình biết rồi, mình có mấy ấp trứng rồi, cho nên trong tương lai mình sẽ có trứng lộn mình ăn. Nhưng mà một vỉ 12 trứng á, tới 9 đồng lận, cũng mắc nha chứ không có rẻ. Thật ra thì nếu mà Nhi không ăn thì cũng bỏ đó. Mà anh xã gì vậy? Anh không có ăn đâu. Anh nói ghê. Nay thì là mưa nhiều cho nên là Nhi cũng không có ra ngoài làm nhiều. Nhi làm vòng vòng trong nhà. Nhìn ra ngoài nhiều là tại vì anh xã Nhi anh đang xịt ba cái kiểu phân cá rồi đó. Ở ngoài vườn với lại cho bên vườn cây trái bên kia. Cái này giữa nè. Giữ nước. Ăn giống như tao hủ. Anh làm từ hồi lúc 10 giờ, 9 giờ tới giờ. Rồi là gần 2 giờ, tại vì xịt tới 5 mẫu lần. Mà anh xịt cái dạng như xịt cái bình lớn mà máng cái máy kéo á. Xong cái mình đi tới đâu cái đồng xịt tới đó, kiểu như không có phải cần phải gác bình. Cô chú anh chị nào mà xem trang của Nhi á, khi nào mà Nhi chia sẻ những cái bài báo á, thì cái đó mới là báo kiểu như là Nhi chính thức có phỏng vấn. Còn những cái báo nào mà kiểu như Nhi không có chia sẻ về trang của mình, của chú anh chị qua bên trang Facebook á, thì sẽ thấy ha. Thì mấy cái đó là tào lao á, họ kiểu như họ coi trang mình xong cái họ viết á, họ cũng không tìm hiểu kỹ, cho nên họ viết bài xong làm nhiều người Việt mình không biết á, cứ bình luận tào lao. Có một vài nơi Nhi có vô coi người Việt mình luận ram. Mình chưa có hiểu hết người ta, đừng có bình luận dội dàng. Chỉ qua có một cái bài báo mà không phải mình chính thống nữa, mình luận dội dàng tùm lum la. Có nhiều người nói là sao ở Việt Nam mà đi cưới mấy ông chồng mà ở trên quê, trên vùng núi rồi đi,
cho gần cha gần mẹ. Qua Mỹ làm chi mà đi lấy ông chồng mà sống làm đồng làm ruộng cực khổ. Qua bên kia con bé kia nó phỏng vấn My Nhi Định nó viết bài á, nó hỏi giờ chị em thấy mấy bài báo kia nói chị á là kiểu như lấy chồng người ở trong cộng đồng Amis đó, đồ đó, rồi mình có sống kiểu như giống như họ không? Nhiều người hiểu lầm á, không có sống giống như họ đâu cô chú anh chị. Gia đình của Nhi rất là thoải mái, mẹ chồng của Nhi cũng rất là dễ, không có bị ép buộc. Rồi bé đã hỏi chị ơi, vậy thì chị có thấy khổ không? Thật ra đó Nhi thì cái chữ khổ ở trong cái gia đình nhỏ của Nhi thì không có nha. Đâu có gì đâu khổ. Không có khổ. Làm nông thì là phải cực rồi, ở đâu mà không vậy. Nhưng mà nhiều người thấy kiểu Nhi quay lên đó, đời sống hàng ngày thì thấy Nhi cực đó. Nhưng mà đối với Nhi thì nó là bình thường. Mỗi người có một cái sở thích và một cái gọi là môi trường sống riêng. Mà nếu mà mình thấy mình hợp á, và mình thấy mình có một cái suy nghĩ là mình làm nông thì mình phải chịu rồi, nó không có chịu khổ của chị, nó chỉ là cực thôi. Cực là tại vì mình phải làm bằng tay bằng chân. Thì công đoạn này cũng hoàn thành. Nhi đã hoàn thành xong tất cả các loại sáp thơm của chính chị. Là loại này là dạng ở trong hũ ha. Mấy cái này là Nhi trang trí rất là khác ha. Cô chính chị có thể coi đây. Mỗi hũ thì Nhi trang trí theo một cái kiểu khác nhau. Thật ra thì Nhi không có thẩm mỹ cho lắm, nhưng mà mình để bông lên á thì nhìn nó đẹp. Nó có chính chị. Một cái hũ như thế này thì Nhi bán ở bên đây là 12 đồng nha cô chú anh chị. Mấy cái này á, mình để trên cái máy heat cũng được, kêu là wax warmer, hoặc là mình để ở trong phòng ngủ, mình để ở trong tủ quần áo của mình á, thì mình mở nắp ra như thế này nè, nó vừa đẹp mà nó cũng vừa thơm nữa. Cái mùi này là mùi của trái cây cô chú anh chị. Đây, push lights. Rồi cô chú anh chị nào nếu mà cần á, thì cứ lên website nhà Nhi nha cô chú anh chị, với cái tên là Raise Your Farm TN. Thì trên đó là Nhi có tất cả các loại của nến thơm cũng như là sáp thơm. Thì cái loại này Nhi nói một lần nữa nè cô chú anh chị, 12 đồng cho một cái hũ này. Mấy cái loại này thì Nhi làm từ sáp tự nhiên, đậu nành tự nhiên. Và cái thời lượng của nó để mình hít nó lên đó, thì khoảng 92 tiếng là lâu lắm mới hết. Thật ra là hơn 92 tiếng nữa. Đây. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Ha. Cái này mình tặng cho dịp sinh nhật, hoặc là tặng cho dịp Giáng sinh, hoặc là các lễ lộc rồi đó. Rất là dễ thương luôn. Và cái này là từ nhà làm. Cái này là Nhi tự làm hết. Ôi, mấy cái mẫu này Nhi để ra. Mấy cái này là từ hoa khô hết nha cô chú anh chị. 12 đồng thì rất là rẻ luôn. Cái này mình xài rất là lâu. Rồi bữa nay thì Nhi sẽ nuôi men bánh mì tự nhiên của chú anh chị. Cái loại men này á, thì sẽ rất là tốt cho hệ tiêu hóa. Rồi bây giờ thì Nhi sẽ để vô đây khoảng 20g bột mì nha. Cái này là bột mì nguyên cám. Rồi mình để tiếp tục 20g nước, mà mình phải xài nước lọc nha cô chú anh chị. Bây giờ thì mình quậy nó lên nha. Cái này là lần đầu tiên Nhi làm cô chú anh chị, cho nên là để cô chú anh chị theo dõi coi mấy ngày tới như thế nào nha. Nếu mà thành công thì Nhi sẽ chia sẻ một cách cặn kẽ lại. Mình sử dụng cái men tự nhiên này thì mình không cần phải sử dụng men hoa công nghiệp á. Cái này thì mình không có được đậy kính cô chú anh chị. Mình đậy bằng cái vải ấy này nè, vải thưa này nè. Mình để nó ở nhiệt độ phòng là khoảng 70 độ F. Ngày mai thì mình sẽ cho nó ăn nữa. Ngày mai thì Nhi sẽ quay lại, quay cho cô chú anh chị coi nha. Lên như thế này nè cô chú anh chị. Nhi quay cái nhà
của Nhi cho cô chú anh chị coi nha. Trời ơi, nó bày binh bố trận nè. Rồi nó cũng bại trận luôn. Ngủ tới giờ chưa dậy luôn. Còn bên đây là người ta làm bộ nè. Cái xe ngựa với ở cái kéo đằng sau. Đó, con ta già tưởng tượng ghê chưa. Bích ơi dậy con ơi. Bích. Ơi, trai tôi. Cái tay còn cầm bánh nữa nè. Có chú anh chị bao giờ đã thử cái món mì Ý, sợi mì Ý mà mình nấu với nước canh mây chưa? Canh mây là mình nấu với cà chua với trứng á. Bữa nay thì nhà Nhi ăn cái này. Để bên. Ngủ giờ này là tối không có ngủ nha. Hai cái tô này bằng kia luôn rồi. Cái này là Nhi có nấu với nấm của chú anh chị, nấm mỡ với cà chua, bắp cải. Đáng lẽ là phải đi hái hẹ cho nó ngon, nhưng mà làm biến ra ngoài hái hẹ quá. Nhi nấu gì ăn cô chú anh chị đừng nói nhà Nhi khổ nữa nha. Tại vì á là Nhi quên lấy đồ ăn ở trong tủ ra, tủ đông đá á. Nè cô chú anh chị, canh mây ăn với mì Ý. Bích. Con kìa ngủ cái đít chua kìa. Chổng mông cao như vậy vậy nè. Nè, đây nè. Mẹ ẩm, come here. Qua đây mẹ ẩm nè. Quá chừng rồi, coi nè, quần áo nè. Probably after your appointment. Yeah.